Chè Thảo xin chào cả nhà. Hôm nay chè Thảo giao mâm cúng trọn gói Thôi Nôi bé gái ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Thì Thôi Nôi bé gái hôm nay tên là bé Thanh Nguyên. Chè Thảo chúc bé Thanh Nguyên Thôi Nôi vui vẻ, mạnh khỏe, một đời an yên. Mâm cúng trọn gói Thôi Nôi bé gái gồm có 12 phần chè trôi nước. Chè trôi nước này là chè nước 4 màu nha cả nhà. Đủ màu hết cả nhà ha. Xôi là 13 phần xôi, xôi gất chữ phước. Có trầu, cao, gạo, rượu, muối, giấy cúng. Có một giỏ hoa là hoa đồng tiền hoa và hoa cát tường. Có một dĩa trái cây 5 loại. Đây cả nhà xem ha. Có 12 hoa trang trí để bàn. Có hai con gà và một tô cháo. Thì bên em giao và trang trí tận nơi toàn tỉnh Trà Vinh nha cả nhà. Bên em là chè Thảo, địa chỉ ở số 31A đường Hùng Vương, khóm 1, phường 3, thành phố Trà Vinh, đối diện với cổng điện lực Trà Vinh, ngay dốc cầu Long Bình 1. Cả nhà xem, cả nhà thấy thích mâm cúng bên em làm thì cả nhà inbox cho em, bên em tư vấn cho cả nhà đầy đủ chi tiết hết cả nhà ha. Đây cả nhà xem nha, đầy đủ đồ cúng hết cả nhà ơi. Bên em giao và trang trí tận nơi. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, an lành. Xin cảm ơn.